Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ăn Ngủ Bóng Đá Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay Đấu Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7 Thầy Trung và đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui tan chảy từ khắp thế giới Vâng thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận so găng đẳng cấp thế giới với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7 tới đây Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã nhận vô vàn tin vui, những lời chúc tốt đẹp nhất từ báo chí và cổ động viên trên khắp thế giới. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu và chạy đà cho các đội tuyển, nhưng lại đang tạo nên cơn sốt bóng đá ở thời điểm vòng chung kết World Cup nữ 2023 đang được tính từng ngày. Trong phần chìa khóa để Việt Nam ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha, trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa ra một phân tích. Tuyển Việt Nam có thể là một đối thủ khó chơi với Tây Ban Nha. Bằng chứng là Việt Nam chỉ thua xít sao 1-2 trước Đức hồi tháng 6 và 0-2 trước New Zealand hôm 10 tháng 7 vừa qua. Sức mạnh tấn công của tuyển nữ Việt Nam được thể hiện trọn vẹn trước Đức. Và trong trận thắng Myanmar 2-0 ở chung kết SEA Games, các cầu thủ Việt Nam đã liên tục xé toang hàng thủ đối phương. Mặc dù khả năng phòng thủ của Tây Ban Nha đáng gờm hơn Đức hay Myanmar, nhưng các hậu vệ thì vẫn còn non trẻ. Một sai lầm tưởng chừng rất nhỏ của tuyển Tây Ban Nha cũng có thể giúp tuyển nữ Việt Nam ghi được bàn thắng. Việt Nam cũng là đối thủ hoàn toàn xa lạ với tuyển Tây Ban Nha, hai đội chưa từng đối đầu trong quá khứ, điều đó có thể tạo ra lợi thế cho đội yếu hơn. Thêm vào đó, tuyển Việt Nam đã chơi 9 trận cùng nhau trước khi World Cup khởi tranh, trong khi đó tuyển nữ Tây Ban Nha đã thi đấu 8 trận trong năm 2023, nhưng đội hình có sự xáo trộn do chấn thương. Tuyển nữ Tây Ban Nha hồi tháng riêng trông hoàn toàn khác so với tháng 7. Sự gắn kết đối với Tây Ban Nha không phải là một mối quan tâm mới, nhưng Việt Nam vẫn có thể tận dụng lợi thế Chúng tôi, những người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ ủng hộ các bạn. Việt Nam, chúc các cô gái Kim cương Việt Nam sẽ giành kết quả tốt trong trận giao hữu gặp Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7 tới đây. Cố lên Việt Nam. Trong khi đó, trang Just Women's Sport của Mỹ có bài bình luận về tuyển nữ Việt Nam với tiêu đề: Lần ra mắt World Cup của Việt Nam có thể ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Việt Nam sẽ sút tung lưới Tây Ban Nha ngày mùng 10 tháng 7 tới. Cây bút Patrick Redford đề cập tới vai trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung và bộ đôi cầu thủ tấn công Huỳnh Như, Thanh Nhã. Tờ báo này viết, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có nhiều thời gian dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam. Lần đầu tiên vào năm 1997, ông đã từng cùng tuyển nữ Việt Nam giành 4 huy chương vàng SEA Games, dẫn dắt đội lọt vào tứ kết tại giải Asian Cup nữ 2022, giúp họ giành xuất dự World Cup 2023. Trong khi đó, Huỳnh Như là một trong những tuyển thủ kỳ cựu nhất của Việt Nam với 67 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cô ấy là chân sút tốt nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam và cũng đang là đội trưởng của đội. Tính trong năm 2023, Huỳnh Như đã có 5 bàn thắng sau 8 lần ra sân. Năm ngoái chứng kiến chuỗi phong độ tốt nhất của cô ấy cho đến nay với 11 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Tuyển Việt Nam còn có cầu thủ 21 tuổi Nguyễn Thị Thanh Nhã, người đã ghi bàn vào lưới tuyển Đức và được FIFA chọn là một trong những cầu thủ đáng xem trong mùa hè này, cũng là nhân tố rất đáng theo dõi. Thanh Nhã có tốc độ cực nhanh khi không có bóng và mặc dù không phải là kỹ năng dê bóng tốt như Huỳnh Như nhưng lại tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở diện mạo khác. Thanh Nhã thích chơi trực tiếp, phù hợp với phong cách chơi của Việt Nam. Chúng tôi, những người hâm mộ Mỹ sẽ cổ vũ cho các bạn ở chặng đường phía trước. Chúc đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên cơn địa chấn trước Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7 tới đây. Tôi yêu Việt Nam. Ở phần cuối của bài viết dài, trang Just Women Sport dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ lập kỳ tích bằng cách ghi được bàn thắng và có thể sở hữu điểm số dù phải đối đầu với những đội cực mạnh ở World Cup. Một kỳ World Cup thành công sẽ như thế nào với các cô gái vàng Việt Nam? Nó khá đơn giản. Chúng tôi dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ có được một điểm. Chúng tôi rất muốn thấy Việt Nam đánh bại Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha. Nhưng để thực tế hơn, chúng tôi nghĩ Việt Nam sẽ có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup và cũng có thể là điểm số đầu tiên. Đó sẽ là kết quả rất tuyệt vời đối với họ. Trong phần trước đó, trang Just Woman Spot thậm chí còn điểm qua về lịch sử của Việt Nam, nhắc tới anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, đề cập sơ lược về văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Với đẳng cấp vượt trội, Tây Ban Nha sẽ là thách thức cực lớn cho tuyển nữ Việt Nam sát ngày khởi tranh World Cup. Nói tới tuyển nữ Tây Ban Nha, đầu tiên phải kể tới yếu tố phong độ, bởi đội tuyển từ châu Âu đang sở hữu chuỗi trận cực kỳ ấn tượng. Trong số 13 trận liên tiếp gần nhất, họ thắng tới 11, chỉ hòa 1, thua 1. Trong số này có một số chiến thắng ấn tượng như hai lần đè bẹp cả Argentina hay Panama cùng với tỷ số 7-0, thắng đội mạnh ở châu Á là Trung Quốc 3-0, hạng cộng hòa Séc 3-0. Trước khi chạm trán tuyển nữ Việt Nam thì Tây Ban Nha thắng cả 5 trận gần nhất, ghi tổng cộng 19 bàn mà chỉ để thủng lưới hai lần. Những con số này đủ để chứng minh Tây Ban Nha đang thi đấu ấn tượng ra sao, đặc biệt là khả năng tấn công. Với tuyển nữ Việt Nam, việc được thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha sẽ là trải nghiệm rất bổ ích. Trước khi toàn đội chính thức thi đấu tại World Cup, sẽ rất khó để tuyển nữ Việt Nam có thể gây bất ngờ và nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ phải nhận thêm thất bại. Tuy nhiên, tỷ số không phải yếu tố quan trọng mà điều cốt lõi là tuyển nữ Việt Nam sẽ học hỏi từ đối thủ và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Tây Ban Nha sẽ diễn ra dưới hình thức đá kín, không có sự xuất hiện của truyền thông hay khán giả. Bất kể kết quả trận đấu có ra sao, Thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng sẽ có màn tổng duyệt cuối cùng đầy chất lượng, giúp toàn đội hoàn thiện và tự tin hơn về mặt tinh thần trước khi đọ sức với đương kim vô địch thế giới là Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha ở ngày hội World Cup. Tiếp tục bản tin với một thông tin khác, tuyển nữ Việt Nam và điểm sáng sau hai thất bại. Để thua tuyển nữ Đức và New Zealand trong hai trận giao hữu gần nhất, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã mang đến những mặt tích cực về tinh thần thi đấu và sự chuẩn bị về thể lực. Tại sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ, thể lực và tinh thần rất quan trọng với các đội tuyển, nhất là các tuyển thủ thi đấu trên sân. Điều này càng có ý nghĩa với tuyển nữ Việt Nam khi đây là lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở World Cup, giải đấu đẳng cấp cao nhất và luôn ở những phút tranh tài khốc liệt và nghẹt thở. Thể lực có thể được nâng cao qua quá trình tập luyện, chế độ dinh dưỡng. Sau trận đấu với New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định, thể lực của toàn đội là điều khiến ông hài lòng nhất trước thềm World Cup nữ 2023. Tuy vậy toàn đội vẫn chưa có được sự thanh thoát cần thiết khi chưa thể rũ bỏ sức nặng từ các bài tập cường độ cao và sẽ được điều chỉnh trong quỹ thời gian 10 ngày còn lại trước trận gia quân với đương kim vô địch thế giới là Mỹ. Tinh thần và bản lĩnh thi đấu chỉ có thể đạt được khi chui rèn trong những trận thực chiến. Nhiều áp lực, nhất là trước các đội bóng nhỉnh hơn, mạnh hơn. Sau Đức và New Zealand, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn đối đầu Tây Ban Nha, top 6 thế giới. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho đội tập huấn tại châu Âu Đấu hai trận giao hữu gần nhất rồi gặp Tây Ban Nha chính là sự chuẩn bị lý tưởng cho các cuộc đối đầu sắp tới với nhà vô địch Mỹ, á quân Hà Lan, Bồ Đào Nha tại bảng E. Trước tuyển Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thể hiện sự quyết tâm thi đấu bản lĩnh, không buông xuôi để vỡ trận dù bị dẫn trước hai bàn. Tuyển nữ Việt Nam đã có được những tình huống phản công sắc bén với một bàn thắng đẹp ở phút bù giờ cuối cùng. Với New Zealand, tuyển nữ Việt Nam sớm nhận hai bàn thua bởi lỗi cá nhân giữ khoảng cách chưa tốt giữa các hậu vệ biên và trung vệ cũng như thiếu tập trung vào cuối hiệp 1 để đối thủ tận dụng. Tuy nhiên sau các bàn thua ấy, đội bóng áo đỏ vẫn bình tĩnh thi đấu đúng ý đồ của ban huấn luyện, không để vỡ trận trước đối thủ đang hừng hực quyết tâm giành chiến thắng. Toàn đội đã thể hiện sự tiến bộ về mặt thế trận trong hiệp 2 nhờ những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Trung. Dù đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 cũng đã giảm phần nào nhịp độ để giữ chân các trụ cột trước trận khai mạc ngày 20 tháng 7. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định: Hai thất bại đã qua giúp tinh thần và bản lĩnh của các cô gái nữ Việt Nam được chui rèn và phát triển. Bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua hành trình dài vượt khó, duy trì đẳng cấp cao ở khu vực rồi tạo được sự kiện lịch sử khi góp mặt ở sân chơi World Cup. Chúng ta là một trong 32 đội nhưng cũng thuộc nhóm được đánh giá là yếu nhất. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhận định: Bất ngờ về chuyên môn gần như rất khó xảy ra vì sự chênh lệch trình độ, kinh nghiệm, lẫn sức vóc nhưng với tinh thần, bản lĩnh và sự chuẩn bị thời gian qua, tôi tin các tuyển thủ nữ sẽ chơi hết mình và tận hưởng trải nghiệm bóng đá đẳng cấp thế giới mà World Cup 2023 mang lại. Đó sẽ là hành trang quý cho tương lai vì khi vòng chung kết cúp thế giới đã mở rộng lên 32 đội, bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn nhiều cơ hội góp mặt, thậm chí liên tục ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Ngày hôm qua 11 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển trở lại thành phố Auckland của New Zealand nơi thi đấu và đóng quân chính của đội trong thời gian dự giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung còn khoảng 3 ngày tập luyện tại sân vận động North Harbour trước khi đối đầu Tây Ban Nha trong trận giao hữu đóng kín với truyền thông và khán giả vào ngày 14 tháng 7. Chiều cao đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 là bao nhiêu? FIFA đã công bố danh sách các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Đáng chú ý, danh sách này còn công bố cả chiều cao của các tuyển thủ. Theo đó, cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam là thủ môn số 3 Đào Thị Kiều Oanh. Cô cao 1m70. Đây cũng là gương mặt duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam đạt 1m70. Đa số các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có chiều cao từ 1m60 đến 1m68. Có thể kể đến Thu Thương cao 1m68, Trương Thị Kiều cao 1m66, Thúy Nga cao 1m63, Tuyết Dung thì 1m60, Hải Linh là 1m66, Hải Yến 1m62. Kim Thanh Thúy Hằng cùng 1m65, Thanh Nhã Vũ Thị Hoa 1m63, Khổng Thị Hằng 1m69. Cảm ơn quý vị đã xem hết bản tin ngày hôm nay của chúng tôi và đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn chuông ngay bên cạnh để ủng hộ cho ăn ngủ bóng đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.